Thưa quý vị, xác định công tác tham mưu về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Những năm qua, phòng tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Nhận thức rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác tham mưu về quân sự quốc phòng địa phương, Đảng bộ Phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ toàn diện các chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu đúng trúng kịp thời. Phòng tham mưu đã không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất hiệu quả. Trong năm 2023, công tác quân sự, công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập, giáo dục quốc phòng an ninh, công tác xây dựng chính quy, công tác dân phòng, cải cách thủ tục hành chính quân sự và các mặt công tác khác để yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Với chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian qua, bản thân tôi luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, à, có tinh thần độc lập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong sự trách nhiệm, à, thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, ban chỉ huy phòng nắm bắt tâm tư tình cảm và lắng nghe ý kiến của cán bộ chiến sĩ thuộc quyền à, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ có lập trường kiên định vững vàng an tâm gắn bó với đơn vị à, chấp hành tốt pháp luật nhà nước kỷ luật quân đội quy định của đơn vị thực hiện nghiêm à, các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung chương trình theo định đã đề ra thực tiễn đã khẳng định nơi nào công tác tham mưu được quan tâm đúng mức thì nơi đó công tác lãnh đạo điều hành đạt hiệu quả cao nơi nào lãnh đạo điều hành hoạt động tích cực có kinh nghiệm thì nơi đó cơ quan tham mưu được xây dựng phát triển tốt lãnh đạo nắm chắc được tình hình bao quát được các công việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chương trình đều phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức công tác tham mưu trong mỗi thành tích của nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đều có sự đóng góp của công tác tham mưu góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện cơ quan tham mưu là một trong những cơ quan trung tâm của Bộ Chỉ huy tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quân sự của phòng địa phương, do đó mà phòng đã tích cực chủ động nghiên cứu và bám sát vào các cái chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Bộ Chỉ huy và nhiệm vụ của người Chỉ huy giao để thực hiện nhiệm vụ tham mưu. Nổi bật là trên ba mặt công tác lớn, đó là công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng và huấn luyện diễn tập thể thi thao. Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ một cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc không ngừng học tập rèn luyện không quản ngại gian khổ ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao quyết tâm dung đất tô thắm thêm truyền thống của ngành tham mưu luôn là chỗ tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân xứng danh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới